Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh, Hà Đức Chinh, Nguyễn Hoàng Đức, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Trung và thủ môn Bùi Tiến Dũng. Vòng chung kết U23 châu Á 2020 vừa qua chính là giải đấu dành cho lứa tuổi U23 cuối cùng của bóng đá Việt Nam trong năm nay. Như vậy, lứa cầu thủ đầy tài năng, những gương mặt khôi ngô tuấn tú, những ví dụ tiêu biểu cho sự phát triển của lò đào tạo bóng đá trẻ nước ta như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh, Hà Đức Chinh, Nguyễn Hoàng Đức, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Trung và thủ môn Bùi Tiến Dũng giờ đây sẽ nói lời chia tay với danh xưng cầu thủ trẻ để trở thành những người đàn ông trưởng thành. Bởi tính từ năm 2021 trở đi, cả thầy bấy cái tên trên đã quá tuổi để tham dự các giải đấu dành cho lứa tuổi U23. Đây chính là những thành viên ưu tú nhất, hội tụ đầy đủ nhiều tinh hoa nhất của lứa cầu thủ này. Chuyến hành trình đẹp như mơ của lứa 97-98 bắt đầu từ vòng chung kết U19 châu Á. Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Dũng và Tiến Linh là những người tiên phong. Đội tuyển U19 Việt Nam cùng bảng B với 3 đối thủ đều được đánh giá mạnh hơn, gồm U19 Iraq, U19 UAE và U19 Triều Tiên. Biết trước số phận của các học trò của mình sẽ có thể trở thành đội bóng lót đường, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thậm chí còn không dám đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng mà chủ yếu tham dự giải với mục đích học hỏi, cọ sát và tích lũy kinh nghiệm. Nhưng bất ngờ xảy đến ngay ở ngày thi đấu đầu tiên, Đức Chinh và Văn Hậu ghi hai bàn thắng giúp U19 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước đương kim Á quân U19 Triều Tiên. Tiếp đó, pha lập công của Hồ Minh Dĩ giúp U19 Việt Nam cầm hòa U19 UAE. Ở trận đấu cuối cùng, U19 Việt Nam chia điểm với U19 Iraq, một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch tại giải đấu năm đó trong một trận cầu không bàn thắng. Với 5 điểm, U19 Việt Nam cùng U19 Iraq, đội bóng có 7 điểm bước tiếp vào vòng tứ kết. Tại đây, U19 Bahrain tiếp tục là một thử thách cực lớn đối với U19 Việt Nam. Nhưng rồi các học trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã lập nên kỳ tích của nền bóng đá nước nhà. Trần Thành ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, trực tiếp loại đội chủ nhà Bahrain và đưa U19 Việt Nam vào chơi ở trận bán kết. Chúng ta chỉ chịu thua trước quán quân tại giải đấu năm đó mang tên U19 Nhật Bản với tỷ số 0-3. Nhưng ba bàn thua này cũng chẳng còn quá quan trọng bởi U19 Việt Nam đã đi vào lịch sử với tư cách là đội bóng Đông Nam Á thứ 3 giành quyền tham dự vòng chung kết U20 World Cup. Có thể nói, hai chữ World Cup từ xưa đến nay vẫn là một giấc mơ đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên mà một cấp độ đội tuyển Việt Nam được đặt chân tới đấu trường giành giá nhất thế giới này. Một năm sau, trên đất Hàn Quốc, bên cạnh những Đức Chinh, Quang Hải, Tiến Dũng và Tiến Linh, thành phần của U20 Việt Nam có thêm sự bổ sung nhân lực của Hoàng Đức và Đình Trọng. Sự chênh lệch đẳng cấp là quá lớn khiến đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không thể làm nên bất ngờ khi cùng bảng E với những đối thủ mạnh hơn như U20 Pháp, U20 New Zealand và U20 Honduras. Ở trận ra quân, pha bỏ lỡ đáng tiếc của Hoàng Đức đã gián tiếp khiến U20 Việt Nam bị U20 New Zealand cầm hòa với tỷ số hòa không đều. Sau đó chúng ta lần lượt thua 0-4 trước U20 Pháp và 0-2 trước Honduras. Hoàng Đức có lẽ là người buồn nhất ở giải đấu năm ấy. Đó cũng là lý do mà ở 3 giải đấu lớn sau đó của bóng đá trẻ Việt Nam là SEA Games 29, vòng chung kết U23 châu Á 2018 và ASEAN 2018, Đức đều vắng mặt. Bên cạnh trường hợp của tiền vệ quê Hải Dương, Tiến Linh cũng không được triệu tập tại 3 đấu trường này. Dù phải về nước sớm ngay từ vòng bảng, nhưng các thủ U20 Việt Nam vẫn có thể tự hào với những gì mình đã làm được. Chỉ sau đó vài tháng, những Đình Trọng, Tiến Dũng, Quang Hải và Đức Chinh cũng bị loại từ vòng bảng ở một giải đấu khác. Nhưng lần này là một nỗi thất vọng đáng buồn, là một thất bại cay đắng của U22 Việt Nam tại SEA Games 29. Bởi không như U20 World Cup, U22 Việt Nam cùng bảng đấu với những đối thủ cùng khu vực như U22 Thái Lan, U22 Indonesia, U22 Philippines, U22 Đông Timor và U22 Campuchia. Kỳ vọng của người hâm mộ tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm ấy không gì khác ngoài tấm huy chương vàng của môn bóng đá nam. Ở trận đấu cuối cùng, thất bại khó nuốt trôi với tỷ số 0-3 trước U22 Thái Lan đã trực tiếp khiến U22 Việt Nam phải xách vali về nước sớm. Chúng ta chỉ có 10 điểm, kém đội xếp nhì bảng là U22 Indonesia 1 điểm. Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã từ chức ngay sau đó. Chỉ vài tháng sau, tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, dù chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đã được chuyển giao cho ông Park Hang-seo, nhưng niềm tin của người hâm mộ bóng đá nước nhà dành cho U23 Việt Nam lúc bấy giờ chỉ là một tia sáng lẻ loi. Khi ấy, các cổ động viên không thể nào quên đi thất bại cay đắng. Thậm chí nhiều người đã ví đó là một nỗi nhục nhã uất nghẹn. Chưa kể U23 Việt Nam còn nằm cùng bảng D với những đối thủ được đánh giá mạnh hơn như U23 Hàn Quốc, U23 Úc và U23 Syria. Thế nhưng, những gì mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã làm nên tại đất Thường Châu năm ấy cho đến tận bây giờ vẫn được người ta tôn vinh bằng hai chữ lịch sử. Bên cạnh Tiến Dũng, Quang Hải, Đình Trọng, Đức Chinh, thế hệ vàng 97-98 có thêm sự bổ sung của Thành Trung. Ở trận mở màn, bàn thắng của Hải Con không thể giúp U23 Việt Nam tránh khỏi trận thua 1-2 trước U23 Hàn Quốc. Thế nhưng chính tiền vệ mang áo số 19 là người đã ghi bàn thắng duy nhất của trận thắng 1-0 trước U23 Australia. Và trận đấu cuối cùng, các trò huấn luyện viên Park Hang-seo xuất sắc cầm hòa U23 Syria với tỷ số 0 bàn thắng để giành quyền vào chơi ở trận tứ kết.
Dù đã vượt qua vòng bảng nhưng U23 Việt Nam vẫn chưa thể lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ bởi các đội bóng Đông Nam Á thường không được đánh giá cao tại các giải đấu lớn thuộc khu vực châu Á. Và chỉ sau khi U23 Việt Nam bất ngờ đánh bại U23 Iraq trên chấm đá luân lưu tại trận tứ kết, người ta mới có một cái nhìn khác về lứa cầu thủ năm ấy. Ở trận đấu này, Công Phượng, Văn Đức và Đức Trinh là ba cầu thủ đã giúp U23 Việt Nam hòa 3 đều trong 120 phút thi đấu. Tới trận bán kết, cơn sốt bóng đá bắt đầu bùng cháy dữ dội khi U23 Việt Nam tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích khi Quang Hải lập cú đúp vào lưới U23 Qatar và chúng ta tiếp tục đánh bại đối thủ được đánh giá mạnh hơn trên loạt đấu súng cần áo. U23 Việt Nam chỉ chịu thất bại với tỷ số 1-2 trước quán quân U23 Uzbekistan. Nhưng siêu phẩm cầu vồng tuyết của Quang Hải vẫn khiến người hâm mộ bóng đá nước nhà vỡ òa trong cảm xúc. Có thể nói, chính lứa cầu thủ 97-98 và 95-96 đã hâm nóng tình cảm của khán giả Việt Nam đối với nền bóng đá nước ta. Từ đó mà khái niệm đi bão trở nên phổ biến hơn và chúng ta cũng được sống trong nhiều đêm không ngủ, sống trong niềm vui sướng, niềm tự hào của bóng đá Việt Nam. Tới tháng 8, Quang Hải, Đức Trinh, Thành Trung, Đình Trọng và Tiến Dũng tiếp tục cùng đội tuyển Olympic Việt Nam chinh chiến tại ASEAN 2018. Chúng ta cùng bảng D với Olympic Nhật Bản, Olympic Pakistan và Olympic Nepal. Nhờ phong độ tốt trong quãng thời gian dài, thủ thành Tiến Dũng đã được huấn luyện viên Park trao tấm băng đội phó tại giải đấu năm ấy. Olympic Việt Nam giành quyền vào chơi trận 1-8 với thành tích nhất bảng. Chúng ta có 9 điểm, hơn đội xếp thứ nhì là Olympic Nhật Bản 3 điểm. Các chiến binh sao vàng tiến thẳng vào trận bán kết với 2 chiến thắng trước Olympic Bahrain và Olympic Series nhờ các bàn thắng của Công Phượng và Văn Toàn. Dù không thể đánh bại Olympic Hàn Quốc ở trận bán kết và Olympic UAE ở trận tranh huy chương đồng, nhưng thành tích lọt vào top 4 đội mạnh nhất tại ASEAN 2018 cũng là điều rất đáng tự hào với các cầu thủ của chúng ta. Sang tới năm 2019, giải đấu trẻ đầu tiên của những Quang Hải, Đức Trinh, Đình Trọng, Thành Trung và Tiến Dũng là bảng K vòng loại U23 châu Á 2020. Với 3 trận toàn thắng và 11 bàn thắng ghi được, U23 Việt Nam giành ngôi đầu bảng và chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan chắc chắn sẽ là kỷ niệm đẹp nhất tại giải đấu năm ấy. Đây cũng là giải đấu đánh dấu sự quay trở lại của Hoàng Đức với tấm băng đội phó ở trên tay. Tiền vệ mang áo số 14 cùng đội trưởng Quang Hải được đánh giá là hai cầu thủ thi đấu nổi bật nhất. Đây cũng là giải đấu mà cái tên Thành Trung bước ra ánh sáng và cũng là bước đệm quan trọng cho quá trình trưởng thành của trung vệ quê Tuần Quang. Tới tháng 11, Đức Trinh, Thành Trung, Quang Hải, Hoàng Đức và Tiến Dũng cùng đội tuyển U22 Việt Nam bước vào giải đấu trẻ được mong chờ nhất năm 2019, đó là SEA Games 30. Thật đáng tiếc khi Đình Trọng không thể tới Philippines vì dính chấn thương rách dây chằng, nhưng sự quay trở lại của Tiến Linh đã giúp gia tăng đáng kể sức mạnh của các chiến binh sao vàng. Tiền đạo quê Hải Dương chính là người lập được cú đúp, ghi hai bàn thắng vô cùng quan trọng, trực tiếp mang về trận hòa quý giá cho U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan. Đá cặp với Tiến Linh, Đức Trinh không chỉ trở thành vua phá lưới với 8 bàn thắng mà còn là người có pha lập công trực tiếp mang về 3 điểm cho U22 Việt Nam ở trận thắng 1-0 trước U22 Singapore. Hoàng Đức và Thành Trung cũng chẳng kém cạnh, bởi nếu không có hai bàn thắng xuất sắc của hai cầu thủ này, U22 Việt Nam khó có thể đánh bại U22 Indonesia với tỷ số 2-1. Tổng kết lại, lứa cầu thủ 97-98 đã góp công lớn trong hành trình chinh phục tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games đầu tiên trong lịch sử của làng túc cầu nước nhà. Tới đầu năm nay, dù Đình Trọng đã quay trở lại nhưng thật đáng tiếc khi U23 Việt Nam vẫn không thể vượt qua vòng bảng. Giải đấu dành cho lứa tuổi U23 cuối cùng của thế hệ 97-98 đã khép lại trong lặng lẽ. Nhưng nốt trầm là điều cần có trong một bản hùng ca tráng lệ. Bởi nếu nhìn lại những chiến tích lịch sử, những thành công vang dội mà thế hệ này mang lại cho bóng đá Việt Nam trong suốt 4 năm qua, những khán giả như chúng ta sẽ cảm ơn và vinh danh họ, những chàng trai luôn thi đấu với sự nhiệt huyết, lòng quả cảm, sự can đảm và hơn hết là tinh thần màu cờ sắc áo thiêng liêng. 4 năm là một quãng thời gian đủ lâu để một cầu thủ trẻ trưởng thành. Và trên quãng đường trưởng thành của những chàng trai trẻ này, bên cạnh những vinh quang đáng tự hào, cũng chẳng thiếu những thất bại đáng buồn. Đó là nỗi buồn khôn nguôi tại SEA Games 29, đó là sự tiếc nuối tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Nhưng sau tất cả, họ đã đứng lên, đã mạnh mẽ chiến đấu tại vòng chung kết U19 châu Á 2016, U20 World Cup, vòng chung kết U23 châu Á 2018, ASEAN 2018 và SEA Games 30. Quang Hải, Tiến Dũng, Đức Trinh là ba cầu thủ đã góp mặt trong toàn bộ các giải đấu lớn này. Bên cạnh đó, những Đình Trọng, Hoàng Đức, Tiến Linh cũng có những quãng thời gian rất thành công và đáng nhớ trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình. Quang Hải từ một cầu thủ không được đá chính nhiều trở thành người đội trưởng của đội tuyển U22 và U23. Tiền vệ thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội chính là đầu tàu, là cầu thủ xuất sắc nhất của lứa 97-98. Ngoài ra, Tiến Dũng cũng trở thành người hùng tại vòng chung kết U23 châu Á 2018. Đình Trọng, Thành Trung trở thành tấm lá chắn thép của hàng phòng ngự. Hoàng Đức cũng được người hâm mộ nhớ đến với phong cách thi đấu thanh thoát, uyển chuyển hiếm có của nền bóng đá Việt Nam. Đức Trinh và Tiến Linh hợp thành họng pháo hai nòng thượng hạng. Cả thầy bảy cái tên này chắc chắn sẽ trở thành tương lai của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Các cầu thủ này cũng đã từng mắc sai lầm,
nhưng chúng ta chẳng thể nào phủ nhận những đóng góp, những cống hiến tuyệt vời của họ. Sau tất cả, xin cảm ơn Quang Hải, Thành Trung, Tiến Linh, Hoàng Đức, Đình Trọng, Đức Trinh và Tiến Dũng. Cảm ơn các bạn vì những khoảnh khắc làm người hâm mộ bóng đá Việt Nam vỡ òa trong cảm xúc. Những ký ức tươi đẹp tại vòng chung kết U19 châu Á 2016, vòng chung kết U20 World Cup, vòng chung kết U23 châu Á 2018, ASEAN 2018, SEA Games 30 sẽ còn mãi trong trái tim của những cổ động viên nước nhà. Có thể nói, 7 thành viên tiêu biểu của thế hệ 97-98 đã được trải qua những quãng thời gian đẹp nhất, những vinh quang đáng tự hào nhất của mọi cầu thủ trẻ. Bây giờ là điểm bắt đầu cho một sự trưởng thành thật sự.